rồi hả? Để chị cho em tráng miệng bằng sữa chua nha. Trong sữa chua có nhiều lợi khuẩn. Mẹ chị nói lợi khuẩn vô bụng chiến đấu với hại khuẩn, giúp đường ruột của em khỏe hơn, tiêu hóa tốt hơn. Ủa, em không thích ăn lỏng hả? Để chị cho sữa chua vô ngăn đá, đông lại thật lạnh cho em ăn nha. Hả? Hình như ai đó quên lời mẹ dặn rồi ta ơi. Ăn sữa chua đông đá thì sẽ bị viêm họng. Con nói mẹ nghe xem, sữa chua nên để ở đâu trong tủ lạnh? Dạ, ngăn mát ạ. Sữa chua sánh và xịt. Ngon chưa nè? Không những bảo quản sữa chua đúng cách ở nhà, khi mua sữa chua, mẹ con mình cũng cần phải mua sữa chua được bảo quản trong tủ mát để đảm bảo chất lượng nữa con à. Bé muốn mua gì nào? Dạ, con thích ăn sữa chua có nhiều lợi khuẩn để đánh thắng hại khuẩn, làm cho con khỏe mạnh ạ. Bé giỏi quá, để chú chỉ cho bé cái này. Trong đường ruột luôn có những lợi khuẩn và hại khuẩn. Môi trường ô nhiễm, thực phẩm không đảm bảo an toàn khiến số lượng hại khuẩn tăng lên, gây ra những vấn đề về tiêu hóa. Nhưng bé đừng lo, ăn sữa chua có bổ sung lợi khuẩn sẽ giúp gia tăng số lượng lợi khuẩn, giúp áp đảo, chiến thắng hại khuẩn, cho bé có một hệ miễn dịch tiêu hóa khỏe mạnh. Tuy nhiên, vì tất cả sữa chua Vinamilk đều không có chất bảo quản trong thành phần, nên cả nhà lưu ý luôn mua và sử dụng sữa chua Vinamilk được bảo quản trong tủ mát, nhiệt độ từ 6 đến 8 độ C. Dạ. Tóm lại, 1. Không nên để sữa chua ở nhiệt độ bên ngoài môi trường dẫn đến sữa chua bị lỏng và bị hư. 2. Không nên để sữa chua ở ngăn đá và ăn sữa chua đông đá. 3. Nên ăn sữa chua được bảo quản ở ngăn mát từ 6 đến 8 độ C. Chưa hết, còn một tin quan trọng, Vinamilk có một loại sữa chua mới, sữa chua su su, cũng bổ sung lợi khuẩn và với vị dâu chuối thơm ngon mà bé nào cũng thích. Wow, vậy bây giờ có Groovy cho bố mẹ và su su cho con và bé tính. Yeah! Wow, sánh và xịt chứ nè. Hãy ăn sữa chua đúng cách mỗi ngày, cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh.